Xe chở mẫu phẩm COVID-19 của WHO bị trúng đạn. Một chiếc xe của Tổ chức Y tế Thế giới WHO chở mẫu phẩm của các bệnh nhân để xét nghiệm virus COVID-19 vừa bị tấn công ở bang Rakhine, Myanmar, khiến tài xế thiệt mạng. Thông báo của Liên Hợp Quốc không cho biết ai thực hiện vụ tấn công xảy ra ở khu vực là nơi giao tranh giữa quân đội và lực lượng phiến quân Arakan, bất chấp lời kêu gọi dừng bắn toàn cầu để cùng chống đại dịch COVID-19. Cả quân đội Myanmar và phiến quân Arakan đều phủ nhận trách nhiệm và cáo buộc lẫn nhau gây ra vụ tấn công. Trong một thông cáo, Bộ Thông tin Myanmar nói rằng chiếc xe có biểu tượng của Liên Hiệp Quốc đã trúng đạn của phiến quân khi đi từ Karin đến Yangon. Phiến quân Arakan cáo buộc ngược lại. Quân đội và phiến quân Arakan giao tranh trong hơn một năm qua và càng dữ dội hơn trong thời gian gần đây. Phiến quân Arakan đòi quyền tự trị lớn hơn cho bang ở miền Tây đất nước. Trả lời Reuters, Thiếu tướng Tun Tun Nyi, phát ngôn viên quân đội Myanmar cho biết, sao quân đội lại bắn họ được? Họ làm việc cho chúng tôi, vì đất nước tôi. Chúng tôi có trách nhiệm với họ, bất kỳ ai có não đều biết điều đó. Nếu bạn là công dân Myanmar, bạn không nên hỏi câu đó. Myanmar đến nay có 119 ca mắc và 5 người chết vì dịch bệnh này. Ca nhiễm đầu tiên ở nước này vào 23 tháng 3 là 2 người Myanmar, 26 và 36 tuổi trở về từ Anh. Từ giữa tháng 3, Myanmar đóng cửa biên giới và cấm tụ tập đông người. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, hai thành phố lớn nhất của Myanmar là Yangon và Mandalay đã hạn chế các hoạt động trong khuôn khổ Tết Té nước Thingyan. Ngày lễ được tổ chức rộng rãi nhất ở nước này vào ngày 10 đến ngày 17 tháng 4. Ủy ban phòng chống và điều trị COVID-19 của chính quyền vùng Yangon cũng đã ban hành chỉ thị yêu cầu tất cả người dân sinh sống tại Yangon thực hiện nghiêm túc việc ở nhà, ngoại trừ việc mua thực phẩm và những lý do về sức khỏe. Bất kỳ cá nhân, gia đình nào vì lý do khẩn cấp cần đi khỏi Yangon đến các bang hay là vùng khác phải thực hiện khai báo và sẽ được chính quyền hỗ trợ. Tuy nhiên, hạn chế này không áp dụng đối với các nhà ngoại giao.